Nàng tên là Mỹ Nữ, một người đẹp 25 tuổi ở Việt Nam. Tuy mới có 25 tuổi, nhưng nàng đã có tới 7 năm kinh nghiệm chinh chiến săn châu già Mỹ quốc. Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác. Nàng Mỹ Nữ là một nữ sát thủ khét tiếng ở Việt Nam. Nàng đã tiêu diệt những con trâu già Mỹ quốc ngu si đần độn. Và những con trâu già Mỹ quốc ngu ngơ tội nghiệp nào một khi đã lọt vào cặp mắt mang hình viên đạn của nàng, trước sau gì cũng phải bị nàng sát thủ xinh đẹp tiêu diệt. Và những chàng trâu già Mỹ quốc ngu ngơ đó sẽ bị mất hết tiền bạc, tài sản và mất hết cả danh dự không lâu sau đó. Rồi cuối cùng bị người thân xa lánh, xã hội khinh khi ruồng bỏ, sống vất vả vất vưởng dưới tận cùng của đáy xã hội, sống không lối thoát, sống khốn khổ tuyệt vọng, sống không bằng chết. Thưa các bạn, đã là châu thì rất là ngu xuẩn, không có một chút trí tuệ nào cả. Con trâu thì chỉ biết cày ngày cày đêm, đem tiền về hết cho chủ. Thưa các bạn, Mỹ quốc rất là giàu đẹp và có rất nhiều nhân tài hết sức là thông thái, thông minh, trí tuệ tuyệt đỉnh. Nhưng ngược lại, những con trâu già Mỹ quốc rất là cực kỳ ngu xuẩn, không nơi nào bằng các bạn ạ. Những con trâu già Mỹ quốc này, chúng rất là ngu và không thể nào hiểu được tiếng người. Chúng không bao giờ nghe theo những lời khuyên khôn ngoan đúng đắn của con người. Chúng chỉ biết cắm mặt xuống đất, cày ngày cày đêm theo lệnh của nữ sát thủ Mỹ Nữ xinh đẹp từ bên Việt Nam. Rồi sau đó bầy trâu già ngu này gom góp hết toàn bộ tài sản, tiền bạc, quỳ mọp xuống dâng hết cho nàng sát thủ Mỹ Nữ ở Việt Nam. Đúng là ngu như châu già Mỹ quốc, phải vậy không các bạn? Cho đến khi thân tàn ma dại, đầu đường xó chợ, những con trâu già Mỹ quốc này tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn màng. Cho đến khi không còn một xu dính túi, bị lừa hết tiền bạc tài sản, những con trâu già ngu si đần độn này lại trường mặt ngu lên mạng xã hội, lên kênh YouTube này, lên kênh YouTube kia, khóc rống thảm thiết, than thở ý ôi, khiến cho mọi người đều thương hại xót xa. Ôi, sao mà trên cõi đời này lại có những con trâu già ngu ngốc đến như vậy? Tôi thì bắt than lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không? Thưa các bạn, góc nhìn
Lê Phú Dục làm video này để cảnh tỉnh các chàng châu già Việt kiều Mỹ phải luôn luôn tỉnh táo để tránh bị lừa gạt và để không bị mang tiếng dục suốt đời. Trước khi kết thúc video này, Góc nhìn Lê Phú Dũng hân hạnh mời các bạn cùng với Góc nhìn Lê Phú Dũng tham quan phố xá ở tiểu bang Florida các bạn nhé. Góc nhìn Lê Phú Dũng đang đi du lịch ở tiểu bang Florida, một tiểu bang có thời tiết ấm áp như ở Việt Nam các bạn ạ. Góc nhìn Lê Phú Dũng rất mong mọi sự đóng góp, ý kiến và bình luận của các bạn sau khi xem và nghe video này các bạn ạ. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn rất là quý báu. Giúp cho Góc nhìn Lê Phú Dũng ra những video tốt hơn, chất lượng hơn các bạn ạ. Đây là quang cảnh phố xá ở tiểu bang Florida. Đi du lịch ở tiểu bang Florida khiến cho Góc nhìn Lê Phú Dũng nhớ lại lúc còn
sống ở thành phố Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Cũng có những cây dừa ven biển. Cũng có những luồng gió mát từ biển thổi vào. Rất là tuyệt vời, rất là ấm áp. Nếu các bạn nào chuẩn bị sang Mỹ định cư, các bạn thích ở vùng lạnh lẽo, buốt giá, tuyết trắng xóa, thì các bạn có thể ở các tiểu bang miền Bắc. Lạnh hơn cả Đà Lạt các bạn ạ. Còn các bạn nào muốn sống ở những nơi ấm áp, nhiệt độ giống như ở Việt Nam, các bạn có thể sống ở các tiểu bang như miền Nam California, tiểu bang Arizona, tiểu bang New Mexico, tiểu bang Texas, như là thành phố Houston, tiểu bang Texas, tiểu bang Louisiana với thành phố New Orleans, cũng có rất là đông người Việt các bạn ạ. Hay là các tiểu bang Mississippi, Alabama, vân vân. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, các bạn nhé. Góc nhìn Lê Phú Dũng rất mong mọi sự đóng góp ý kiến và bình luận của các bạn sau khi nghe và xem video này. Góc nhìn Lê Phú Dũng chân thành cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này, đóng góp ý kiến và bình luận về video này. Các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhé. Bye bye.